nhưng mà thấy được rõ ràng, rất tường tận. Cho nên bạn cải ấn đi xuống cái gì cũng đúng. Thái ư chân anh sĩ toàn thử. Ông này gây cả đời của ngài lưu thô số lượng giờ đó ở như vậy. Ngày in ba lời sách này đại khái lưu thô người ta lúc đó số này to lớn. Tại vì sao? Dùng pháp pháp không cười được không tiếp nhận bạn có phải tin tưởng nhân quả báo ứng. Bạn thiền tâm thiền hành nhất định có tâm hành bạn quả báo bạn thiền đó là sự tốt quả tự nhiên thì phúc khởi đồng nhiều năm đến nay nhờ giáo huấn của Phật hiểu rõ có hiểu rằng chúng ta phải quá giảng không nên ghi nhớ. Tôi thường khuyên mọi người tôi đã có cách làm như vậy phải giữ cái tâm của chính mình chân thật thanh tịnh lương thiện. Chúng ta học cái này chắc không sao. Sao vậy? Ta biết có điều thúc đi đi tâm thiện thanh lương thiện. Nếu cậu sẽ thế giới cực lạc thì khẳng định sẽ tốt hơn cái gì ngày ở nơi đây. Chứ được tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là tịnh tương thật được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh này đạt trình độ nhất định sinh đời chết ở giới vì sao là hạ ớt vũ khí ở dân gian thật không xứng đáng đó đặc biệt. Khi chúng ta câu sách tịnh độ đó là người có trí tuệ lắm sao chẳng sẽ tịnh độ thì thành Phật. Để thành Phật chiếc đêm cả nên tôi người phần cảnh thì cảnh là hoàn đời sống của chúng ta phải để thật sự ý vừa là thiên nhiên mà bạn được một người tốt của mình gặp hoàn cảnh gì do gặp điều kiện sống hoàn cảnh nơi nơi tiền phước thì quán cũng hề có du nghiệp chứ nghiệp thứ từ du đến đây làm công ty được chỉ được từ bởi vì tôi đến đây ở thiện viện đại nhi tinh kinh ân cụ ghét người khác cho tôi đại hiện tại chúng ta định về hiểu ngày trước hoặc là các gì ác chúng ta có thể phân tích lượng thứ họ thu đến để họ trong đầu
phải gì khác. Giáo dục là chuyển hóa chân tâm thì mới đạt được. Hay nói giáo dục của Thánh Thiên Hiền là hồi sức khỏe giải không cảm giác là phục không thể khoa chỗ đặt được các gì phải của thánh thì của thánh là để phục lại bình được không chỉ để họ khác trừ đi làm cho họ biến thành người tốt. Quán thực khóa mê khóa phạm giáo dục thành công không dịch thủ thuật ngoại quốc này không tốt biết câu nào nữa đi thì sân đời không hiện đây là người của chúng ta báo ước họ mới dám làm như vậy thì chúng ta giải quyết được vấn đề chúng ta biết được chỉ thích hậu và đến để báo ước lúc đó vẫn chưa nhập quan. Ở những gia ta là tộc nhỏ, nhà thanh đi này, tổ trưởng họ ngước mà thấy cha tất cả như con sắp là một người cũng phải báo thù. Từ theo họ là kiều nhà thanh biết được sự lúc đó thì nên trong cung của họ có đồng cao mở họ dịp xích ra cầu cung bằng mà đến thăm họ đã phạm pháp hơn 200 năm một người cho rằng lời thề đó là cái không có vấn đề gì nữa mà khi chính cung là là trực mất đi nhà thanh quán họ có thể đợi cho đến khi sắp đi rồi đừng phải tiêu biết bạc quan thanh đã mình kết người chân quân quân địa tiền lương cần kết quan thủ dân con người vô đại ta thầy ta cũng không được họ ta cũng không có thể đi làm Phật mà phải đi quan báo bằng báo cụ này liên trị tới có nhiều là phải chịu trách nhiệm cái sự gì sức sẽ dựng khởi chiến trên giới thì chúng toàn thế giới đại kháng và anh ta nào ủng hộ cho đây có thể người đều có thể sự tai nạn này xảy ra mấy hôm trước có người tổng thống quốc Thank you.
thiên sư chữ tại chỗ. Chiến tranh chiến lòng cô cho thiên văn cho giới hòa bình vẫn là phải của thần thánh. Ngay từ đầu đến thế bạn phải làm phật tiếp phải từ bi được giáo chúng ta tiếp nhận giáo dục phật đem từ thể của phật pháp từ bội từ bi tức đó là tự phật được kể đứng đứng đầu lời chỉ là chúng ta với lực của Phật, nó phải là tín đồ Phật giáo. Thế nên tương một đạo lý tín đồ tu với chỉ của thần, Phật là tín đồ khi tu chân chánh. Khi tu chân chánh với đại biểu thượng đế thương yêu thế nhân. Đây tôi ở bằng cái tục nhắn để chúng ta dựa vào chuyện thích là tin từ bác ái chứng ta một tôn giáo từ chúng sinh có thể nói đồng bộ định thực là dân tự cụ nói hãy dân cho nên là gồm tất cả giáo cùng mục tiêu giáo hóa chúng sanh không có mục tiêu ta ở nơi công tác đặc biệt chú giáo vững đa của thần thánh chúng ta chỉ vào điện được tất cả đều có phương